Các bạn thân mến, sáng nay là sáng Chủ nhật 31 Tây Tháng Giêng năm 2016. Tôi là Đình Nguyên, đến chơi quán cà phê ở trên đường Âu Cơ, quận Tân Phú. Quán có một vị trí đẹp và rộng rãi. Thỉnh thoảng tôi đi chơi xa và đến những quán cà phê hoành tráng, tôi quay phim đem về lưu niệm. Tôi sẽ chiếu lên TV 40 inch, mời các bạn xem. Đây là quán cà phê 018 ở trên đường Âu Cơ. Khi nào rảnh các bạn cùng đến vui chơi cùng tôi nhé. Đình Nguyên xin thân chào các bạn. Đây là chiếc xe tôi cùng tôi dâm rủi trên khắp các miền trong thành phố. Đình Nguyên xin thân chào các bạn.